YG Entertainment thông báo rằng ca khúc Solo on the Ground của Blackpink Jose đã vượt mốc 200 triệu lượt stream trên Spotify sau khoảng 1 năm 1 tháng kể từ khi được phát hành vào tháng 3 năm ngoái. Với thành tích này, Jose trở thành nữ nghệ sĩ K-pop thứ 3 vượt qua cột mốc này trên Spotify. Trước đó, có Solo của Jennie và Money của Lisa đã lần lượt vượt mốc 200 triệu lượt stream trên Spotify. Như vậy, các thành viên Blackpink đã chiếm tất cả 3 nghệ sĩ solo nữ hàng đầu của K-pop trên Spotify, nền tảng âm nhạc lớn nhất thế giới. Các cô gái YG không chỉ lập nhiều kỷ lục mới với tư cách là một nhóm nhạc, mà còn với tư cách là nghệ sĩ solo. Điều này khẳng định sức ảnh hưởng toàn cầu mạnh mẽ của từng thành viên Blackpink. On the Ground là ca khúc chủ đề trong album solo đầu tiên của Jose. Trong ngày đầu tiên phát hành, bài hát đã đứng đầu bảng xếp hạng bài hát hàng đầu của iTunes tại 51 quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, đồng thời leo lên đầu bảng xếp hạng toàn thế giới. Ngoài ra, nó còn đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Global 200 của Hoa Kỳ và cũng có tên trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và UK Official Singles. Bên cạnh đó, trang web chính thức của Guinness World Records thông báo về 2 kỷ lục của Jose, nghệ sĩ đầu tiên đạt quán quân một bảng xếp hạng toàn cầu của Billboard, dưới danh nghĩa cả ca sĩ solo lẫn thành viên nhóm nhạc. Và video của nghệ sĩ solo K-pop được xem nhiều nhất trong vòng 24 giờ trên YouTube ở thời điểm đó. Nếu bạn thích video này thì hãy cho chúng tớ một like và một lượt đăng ký để ủng hộ kênh nhé.